Chào các bạn, mình đang chuẩn bị xào bông cải đó các bạn. Ha, cái này mình rửa nước muối hết ha, bông cải với lại nấm rơm đó các bạn. Thì đúng ra mình xào cái món này, mình xào với thịt bò thì nó ngon hơn á. Nhưng mà con gái mình nói là hổm dài mấy bữa ăn thịt bò hoài cũng ngán đó, nên mình còn ít tép ở trong tủ lạnh tôm tươi thì mình đem ra mình xào đại luôn các bạn ơi. Ha, rồi giờ mình cho cái này vào, cho bông cải với nấm rơm vào. Bông cải này ngon quá các nhà, bông cải mình mua tươi rói mới tinh nè. Ha, cái bông nó mới tinh, nó xanh lè, nó không có bị vàng vàng. Chứ nếu mà các bạn mua mà các bạn thấy cái bông á, mà ở trên đầu này nó bị vàng vàng trên đây á, là cái bông nó bông cũ nha các bạn. Còn cái bông này mình mua là mới tinh luôn á, mới tinh luôn á. Rồi giờ mình xào chung với nấm rơm á các bạn. Thì ngay cái món ăn này nó cũng rất là đơn giản luôn, rất dễ luôn, ta gọi là món ngon dễ làm đó. Thì trong cái tôm hồi nãy mình có ướp một chút muối với bột ngọt với tiêu rồi, nên ở đây mình cho thêm một ít dầu hào nữa được rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ cho vào đây một chút nước, nước lọc bình thường thôi ha. Này xào với thịt bò là ngon lắm, nhưng mà con gái mình không chịu, gái mình nó ăn thịt bò khỉa mấy bữa rồi giờ không có, nay đừng ăn bò nữa. Rồi giờ mình đậy nắp lại một chút xíu cho nó chín cái cải đi ha các bạn ha. Bông cải cũng mềm rồi đó các bạn, bởi vì cái này là bông cải thành ra mình xào cho nó hơi lâu một chút, chừng nào là cải á, thì mình nó xào nhanh chín. Là bông nó lâu một chút, hơi lâu một chút á, giờ nó cũng chín rồi đó các bạn. Thì ở đây mình có một chút nước bột năng, khoảng một muỗng cà phê bột năng á. Nếu mà nhà các bạn không có thích ăn chan bột năng vô thì các bạn khỏi làm ha, còn do nhà mình con mình thích nên mình làm. Đây có khoảng muỗng cà phê bột năng nè các bạn, mình hòa chút nước lọc vô thì thôi, là cho cái món ăn của mình nó sệt sệt lại vậy đó. Tại nhà mà hay ăn theo kiểu người qua đó, thành ra thích làm sệt sệt vậy đó. Rồi giờ mình cho hành lá vô luôn nè các bạn ơi. Nhà mình ăn theo kiểu người qua, bị mẹ chồng của mình người qua đó, thành ra cũng nấu lai lai món qua. Mình người miền Tây, má chồng người Hoa, má chồng mình mất cũng mười mấy năm rồi, cũng nhớ bà. Rồi mình cho chút bột năng vô nó sánh sánh lại, giờ mình thấy hấp dẫn quá nè các bạn. Cái này là bông cải xào ha. Rồi giờ mình cho chút tiêu vô nữa các bạn ơi. Rồi mình tắt bếp ha. Rồi đây mình cho chút ớt vô đi, bỏ ớt vô cho đẹp đi. Rồi một chút xíu mình lấy cái ớt này nè, mình bỏ ra cái chén đó, mà bỏ ra cái chén mình xịt miếng nước tương vô, mình chấm rồi mình ăn cũng được, hay mình để gì mình ăn cũng được. Rồi mình chia sẻ cái món bông cải với nấm rơm xào với tôm tươi đến đây mình kết thúc đó các bạn. Chào tạm biệt, hẹn các bạn ở những video sau.